Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay thì mình có một số các cái loại bóng đèn chúng ta hay gặp trên ô tô và xe máy. Hôm nay chúng ta cùng review và nghịch thử xem mấy cái bóng đèn này như thế nào nhé. Ở đây mình có mấy cái loại bóng đèn. Đây, một cái bóng đèn cho xe máy này. Một cái bóng đèn này là cho ô tô này, ca halogen này. Hay mình có một cái bóng đèn nữa. Cái bóng này thì nó không có mã gì anh em ạ. À, đây là cũng một cái bóng đèn cho xe máy. Và có mấy cái món nói chung là nó liên quan đến xe máy khá là nhiều. Ở đây mình có một cái bóng đèn pha. Bóng đèn pha xịn cũng của đi xe máy, bóng này bóng của Philips rất là xịn luôn. Rồi, đây mình có một cái con sạc cho cái này là cái sạc ở cái IC sạc ở trong xe máy này, không biết là xe gym hay xe gì ấy. Có một cái sạc 12V này. Đây có một cái củ gì mình cũng không biết rồi. Đây. Ở đây có một số các loại bóng đèn nữa này. Bóng đèn. Nhiều lắm anh em ạ. Mình trước mình cũng hay nghịch bóng đèn ấy, có mấy quả bóng này. Bóng đèn này thì cũng bóng đèn này cũng 12V này. Đó. Nhưng mà cái bóng đèn này trong tủ lạnh. Đây, có một cái bóng đèn nữa này, cũng 12V. Bóng đèn 12V. Đó. Rồi, cái bóng đèn này thì nó đứt chân rồi. Đó, có mấy em bóng đèn này. Bóng đèn này bóng đèn sợi đốt này. Đó. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 cái loại bóng đèn chúng ta hay gặp với xe máy. Ô tô đây thì mình chỉ có duy nhất cái bóng đèn này thôi. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái bóng đèn pha của xe máy. Đây là cái bóng đèn pha cho xe Dream. Cái này là đi theo máy. Cái này đi theo máy thì nó sẽ có chính hãng luôn. Anh em sẽ thấy là của Philips này. Đó. Của Philips tất nhiên là xịn rồi. Nhìn cái chất liệu nó cũng Germany luôn, của Đức này. Đó. Bóng này thì thông số của nó là 12V và công suất của nó là 35W. Đây. Và cái này thì nó sẽ có hai anh em sẽ thấy là nó có hai đường. Một bên là chế độ đèn thường và một chế độ là đèn cốt. Cái này gọi là đèn pha nhá. Và cái này của nó sẽ là có ba cực. Đó. Ba cực này tương ứng với khi mà anh em chuyển chế độ cốt pha ấy, thì nó sẽ đánh một là về đây. Cái cực này là cái đèn cốt này, cực này là đèn pha bình thường này. Đó, kiểu đèn cốt là kiểu đèn sương mù đó. Đó. Ở trên đỉnh này thì nó có một cái ti nhựa này. Đó. Rồi, đây là cái bóng đèn xịn đi theo máy. Là bóng đèn xịn. Còn cái bóng đèn trên thị trường mà anh em mua thì thay thế thì là cái bóng này. Đây, cái bóng này mình mua ở ngoài. Nó là nhãn hiệu của Osram. Bóng đèn halogen Blood HS1 cũng 12V này. Đấy, cái này mua ở ngoài thì nó sẽ dao động từ là 30 đến 40 nghìn. Mà mình mua bình thường là 40 nghìn. Bóng đèn cũng là 12V 35W. Đó, có cả chế độ UV filter này. Đó. Cũng của Germany nhưng mà cái này bóng đèn lô thôi. Vậy bóng đèn... Đây, cho anh em xem nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Bóng đèn kiểu nó cũng lô, nhìn nó cũng phách phách thôi. Osram này. Đó. Cái chữ của nó thì nó khắc bằng chữ vàng. Nhìn tất nhiên là không thể là ngon bằng so với cái bóng đèn zin đi theo xe này. Bóng đèn này, bóng đèn đấy thôi. Bình thường hay gặp, giá rẻ. Chắc là fake anh ạ. Thông số nó thì y chang nhau thôi. Cũng là 12V 35W. Ở đây nó có một số các cái mã thông số nữa, không biết là series cái gì, 6185. Còn bên này là 12636. Đó, E125U thì nó nhiều thông số lắm anh ạ, chẳng hiểu gì. Đó. Đây, một cái bóng đèn mới và một cái bóng đèn chết. Đây, mình nhìn trong bên trong lõ này. Thì đây, nếu mà chết thì nó sẽ đứt mất cái dây may so ở trong này. Anh em nhìn cái dây may so nó không? Đó. Nó có cái dây may so này, một cái dây may so này. Trong này có một cái dây may so nữa. Hoặc là có hai cái dây may so. Đây, có bóng đèn chết này. Anh em thấy nó đứt may so, đứt. Đây rồi, đây cái may so nó còn ở tận đầu này.
Cái này hoàn toàn mình có thể dùng mắt thường mình kiểm tra được bóng này nó bị cháy không nhá. Cái trên này là cái chế độ mà nó có cái H này thì là chế độ đền cốt. Đó, cũng đứt rồi. Bóng này hỏng hoàn toàn rồi. Đó. Cái đây là cả một cụm nó là sẽ như này nhá. Nhiều bạn thắc mắc là có tháo cái này ra không thì mình cũng không thấy ai tháo hẳn cái này ra đâu. Mà đi cả một bộ nó sẽ là cái cục đuôi này. Và mình sẽ lắp cái này lắp vào trong đầu xe nhá. Đó. Đấy. Ở đây thì mình có một cái bóng nữa là bóng đèn pha cho ô tô. Chúng ta thử xem là bóng đèn pha ô tô thì nó khác gì so với bóng đèn pha của xe máy nhá. Ở đây thì mình có một cái bóng là Super Bright K Halogen Burst. Cái này thông số của nó là cũng 12V 35W. Như vậy hai cái này nó sẽ công suất bằng nhau. Để chúng ta xem bóng đèn ô tô thì nhá. Phổng nó khá là nát. Cái này mình mua ở Trung Quốc. Mua trên Shopee các bạn. Đây là một cái bóng đèn pha. Cái đèn này thì nó lại không có chế độ cốt anh ạ. Nó chỉ có một đây thôi này. Nó chỉ có một dây máy so duy nhất thôi. Như vậy cái đèn này nó chắc không có chuyển chế độ gì. Đó. Và đèn này nó chỉ có hai chân thôi. Đó. Cái này thì anh em có thể chế lắp vào xe máy cũng được. Cái này mình lắp vào xe máy cũng được nhá. Đó. Đây, mình có một cái bóng đèn nữa. Bóng đèn này thì nó sẽ khác. Đây, cái đuôi này của nó đuôi đèn hậu luôn anh em ạ. Đây, nó sẽ có hai cái lỗ này. Bóng đèn pha thì này, nó sẽ có ba cái chân này. Tại vì có xem cái chế độ đèn cốt nữa. Đó. Còn đây là bóng đèn hậu này. Bóng này thì nó cũng có hai sợi anh em ạ. Hai sợi mai so. Đó. Nhưng mà màu của nó màu xanh. Tí mình sẽ thử cho anh em xem từng loại bóng nó sẽ sáng như nào luôn. Ở đây cũng có một cái bóng nữa là cái bóng 12V. Bóng này cho tủ lạnh thôi. Bóng này nó không có gì cả. Cái này chúng ta rất hay gặp thôi. Rồi, ở đây mình sẽ nói thêm về cái con sạc này. Đây là cái con sạc ở trong xe máy. Cái tác dụng là gì? Tức là cái này thì nó sẽ có tác dụng là chuyển từ điện máy của xe máy chuyển sang để... Tại vì cái điện máy của xe máy thì nó sẽ là điện AC, điện xoay chiều. Và nó sẽ qua con này. Qua con này thì nó sẽ giúp là chuyển xoay chiều thành một chiều. Và cái này nó sẽ giúp để cắm vào sạc cho ắp quy này. Và cung cấp điện 12V DC một chiều cho đèn pha, đèn hậu và các cái hệ thống đèn xi nhan, đèn hông đó. Nên là cái con này cũng rất là quan trọng. Trong trường hợp nếu mà anh em sửa xe máy chẳng hạn, nếu mà chúng ta thay bóng đèn rồi mà cứ cái tình trạng mà chúng ta ga mạnh lên là bóng đèn đứt thì thường là nó sẽ chết thêm cái con sạc này này. Đó, nó cái con này nó sẽ cũng tác dụng như là nó cũng để ổn áp cho dòng điện. Nếu mà cái sạc ngon này thì nó sẽ rơi cái dòng điện ra, nó sẽ rơi khoảng là từ 15V quay đầu. Còn nếu mà cái con này nó chết thì cái dòng điện nó khi nó nhảy từ 15 đến 20V. Và cái thông số của đèn pha chúng ta nó chỉ có 12V thôi. Nhưng mà nó nhảy đến 20V chẳng hạn thì chắc chắn là cái bóng đèn pha này nó sẽ chết. Và nó cũng sẽ chết cả bóng đèn pha, đèn hậu, đèn xi nhan. Đó. Nên một số cái trường hợp mà anh em thay mình... Cái bóng đèn pha này thì nó cũng có tuổi thọ thôi. Chúng ta dùng 1-2 năm đi nhiều thì nó sẽ... Giá bóng nó sẽ... Cái dây mây so nó ải, nó sẽ đứt. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta thay rồi... Chúng ta thay rồi mà vẫn bị... Đi được một tí nó lại đứt, nó lại cháy bóng thì thường là sẽ là hỏng cái này. Nên anh em thường là nếu mà thay bóng này, tự thay thì... tốt nhất là chúng ta sẽ kiểm tra cả cái này nhá, đo xem là cái dòng nó có cái dây màu vàng ra ấy, xem có đủ là khi chúng ta ga và chúng ta vặn ga lên ấy, thì cái dòng điện của dây vàng thì nó phải rơi vào tầm khoảng 15V trở xuống nhá. Còn nếu nó nhảy xuống thì cái này nó đã bị mất. Trong này nó các cái con transistor, con tụ để nó điều chỉnh dòng điện mà. Đó. Rồi bây giờ mình cũng nói qua thêm một chút cái này thôi. Thì chúng ta sẽ thử mấy con bóng này nhá. Con này thì nó cháy rồi, chả phải thử gì đâu anh em ạ. Bóng này thì nó cháy ngỏm rồi. Mình sẽ thử cho anh em bóng này. Bóng này, bóng này, bóng này, mấy con này nhá.